OK, à, thầy sẽ hướng dẫn cho anh xương mạnh của chúng ta nha Một cái câu hỏi rất là hay là à, trước giờ chúng ta đã học từ vựng nhiều rồi đúng không? À, nhưng cách phát âm sai hết, nên bây giờ học lại cảm giác khó sửa khó hơn là học mới từ đầu. À, à, thì giống như cái việc á, mà chúng ta xây một cái ngôi nhà thường, á, cái ngôi nhà mình xây mới rất là dễ nhưng cái ngôi nhà mình phải sửa lại nó tốn rất là nhiều thời gian công sức. Mình làm việc gì cũng vậy, mình làm lại từ đầu thì nó dễ nhưng mà mình đi sửa lại rất là khó khăn đúng không? Thì cái hiện tượng này là rất là bình thường. Các bạn học viên khác của thầy cũng hay bị cái hiện tượng này. Học được 7 đến 10 ngày đầu tiên rồi ha. học được cái về cái quy tắc thì não bộ của mình đã hiểu rồi. À, nhưng mà tới cái khâu gọi là cái khâu thực thi á chuyển xuống cái cơ miệng á do cái cơ miệng mình nó còn cứng nè, luồn hơi là nó chưa có khỏe nè, do đó đọc nó sẽ hiểu rồi một chuyện đúng không? Nhưng mà tới khâu thực thi là nó không có như là cái cái mình mong muốn. Ừ. giống như cái việc mà chúng ta chạy bộ, á, những phần động viên người ta phải luyện chạy bộ rất là nhiều cái việc chạy bộ ai cũng biết chạy đúng không? Kỹ thuật chạy bộ thì cực kỳ đơn giản, nhưng mà tới cái khâu thực thi, á, khâu chạy mà để về đích, để hoàn thành đúng tiến độ á, thì cái gọi là cái sức chịu đựng của cái, cái cơ thể của mình, à, cái khả năng vật lý của mình, thì khi mà mình luyện tiếng Anh cũng vậy. À, quy tắc là 20% phần trăm thôi nhưng mà gọi là cái khả năng vật lý á, gọi là cái sự dẻo dai của cơ miệng nè, cái sự nhanh nhẹn nè, sự tự nhiên nè, sự thành thạo là 80% là phải thông qua quá trình luyện tập. Thì từ 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 nó hình thành cái thói quen nè à, Còn những ngày đầu tiên á, cái não bộ của chúng ta nhớ nguyên lý làm việc của não bộ của con người. Cùng một thời điểm nó không thể nào làm song song hai việc, điều đó là không thể nào. Mình có thể lấy ví dụ thử, mình lấy cái tay trái mình vẽ vòng tròn và tay phải mình vẽ cái hình vuông. Mình thử mình làm cái việc đó thôi chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào làm được cái việc đó một việc rất đơn giản tay trái vẽ hình tròn tay phải vẽ hình vuông nhưng mà không được não bộ chúng ta không cho phép một lúc làm hai việc nên do đó cái thời gian đầu chúng ta luyện phát âm luyện phát âm điều khiển cơ miệng khó rồi ghi nhớ từ vựng là khó khăn không ghi nhớ từ vựng vừa phải luyện phát âm phải nhớ quy tắc phát âm mà vậy vừa phải nhớ từ vựng nữa là nó, nó hai việc cùng một lúc não mình nó bị quá tải hoặc là vừa học kiến thức mới mà, mà vừa sửa lại cái kiến thức cũ là nó bị quá tải À, nên do đó tới cái ngày thứ 23, 24 trong à, giáo trình chúng ta học á, tôi có một cái chương đó là chương à, sửa lỗi sai của dân Việt. Tại sao thầy lại để cái 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 chương sửa lỗi sai của dân Việt nó tới ở giai đoạn cuối, những cái ngày cuối á. à lúc đó là cái miệng dẻo rồi, quen phương pháp học rồi. À, à thì lúc đó luồng hơi cũng tốt rồi, thì lúc đó là giai đoạn chúng ta đi sửa lại những cái lỗi sai ở ngày thứ 24, 25. Còn những ngày đầu tiên thì bây giờ biết mình sai là được rồi nhưng mà sửa thì mình phải chấp nhận mình luyện từ từ mình ôn bài mình luyện từ 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 ừ. thì các bạn khác đều gặp cái lỗi này à, các bạn khác đều gặp khó khăn khi sửa lại những lỗi sai gọi là lỗi sai lâu năm mà à, nếu chúng ta không tin mình có thể hỏi những cái bạn mà bị ngọng chữ n với chữ l ở tiếng việt thôi ở tiếng việt thôi N L sửa hàng tháng trời chữ r chữ g bắt con cá gô bỏ vô gỗ kêu gồ gồ À, đó cái, cái cái ngọng tiếng việt này còn nó còn khó sửa kinh khủng hơn là hơn là tiếng anh và có những bạn bị chia n chia l sửa rất là vất vả hàng tháng trời à, nên do đó là chúng ta cố gắng à, phải vượt qua được cái giai đoạn à, 20 ngày đầu tiên lúc đó nắm quy tắc rồi miệng dẻo rồi hiểu phương pháp rồi thì lúc đó thì, thì khuyến khích nha chúng ta sửa lại những cái lỗi sai sao